Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay Thương sẽ tiếp tục tiến hành unbox những cái sản phẩm mà Thương vừa mới lấy trong trong mấy ngày vừa qua. Thương thì nói một chút thì Thương thì thích sưu tầm những cái món đồ cũng như là phụ kiện của Supreme, tại vì đơn giản là vì mình thích thôi chứ không gì hết. Thương hiệu này thì nó cũng rất là thường xuyên cho ra những cái món đồ rất là trời ơi, cũng thật sự là cũng ngoài cái việc sưu tầm ra cũng chẳng biết để làm gì luôn. Cách đây không rất là lâu rồi nó có ra những cái kiểu như là cục gạch, xà beng, ổ khóa, các kiểu. Nói chung là trên đời này có cái gì thì Supreme nó cho ra mắt cái đó. Trở lại trong thời gian gần đây thì vừa cách đây không lâu đâu thì Gucci mới làm gia nhập thị trường nhang Việt Nam, mới cho ra mắt một cái hộp nhang của riêng Gucci. Nhìn cũng rất là chất chơi nhưng mà mình không mua tại vì mình không có cuồng cái thương hiệu đó cho lắm. Khi mà Gucci gọi thì bắt đầu Supreme lên tiếng, và Supreme cũng bắt đầu nhảy vào cái thị trường nhang Việt Nam trong năm nay. Chính xác vào tuần 2 năm nay thì Supreme cho ra mắt nhang của riêng mình. Trên trang thương như các bạn thấy nè, đây là hai cây nhang mới nhất mà Supreme vừa mới cho ra đời. Thì mình tiến hành unbox cho các bạn coi luôn, coi trong đây nó chứa gì nha. Sau khi mở thì mình sẽ có được một cặp nhang như vậy nha các bạn. Đó. Thấy cặp chữ không? Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái trắng cho các bạn coi. Đây là nắp. Nó là bằng gỗ các bạn. Thì cây nhang nó sẽ nằm đây. Một hộp chỉ có một cây duy nhất thôi. Và rất là dễ gãy. Đây là nhang Supreme. Rồi, ok. Thì ở hai đầu nó có 500 để mà nó giữ lại. Đó. Nhâm này nè. Một bộ nó chỉ có hai màu thôi nha các bạn, một màu trắng và một màu đen. Thương thì khi Thương mua thì Thương thích mua một bộ luôn, nghĩa là như vậy thì nó đẹp hơn, chân nó ok hơn, nhưng mình thích như vậy, nó không bị lẻ loi, không bị lạc lõng kiểu vậy, không bị cô đơn. Khi mà Supreme đã bán đến nhang rồi thì chắc chắn nó sẽ bán đến hột quẹt luôn các bạn, tại vì đâu có ai mà tự nhiên mà cái nhang nó tự cháy cho các bạn được, không để các bạn phải chờ lâu. Ngay trong tuần thứ nhất thì Supreme đã bán hột quẹt của mình rồi. Mình để hai nhang đây. Đây là cái Zippo của tuần đầu tiên mà Supreme cho ra mắt, nghĩa là nó ra cái bật lửa chứ. Nó dụ các bạn mua bật lửa xong rồi mua nhang để mà các bạn đốt. Rất là ok. Thì đây là cái bật lửa mà mình cảm giác như là nó rất là đẹp từ sau một cái từ sau mấy bản rồi. Thì bản này mình cảm giác rất là ok. Mình đã thử coi rồi và rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn coi chi tiết nó, cái Zippo này nó sẽ như thế nào nha. Giống như là những cái thường thấy. Zippo năm nay thì nó đặc biệt ở chỗ là lớp sơn nó là sơn dạ quang. Tại sao Hương nói với các bạn như vậy? Tại vì á, các bạn nhìn kỹ con tem màu cam mà, con tem niêm phong á, là bình thường là nó sẽ dán ở bên trong. Nhưng mà cái phiên bản này á, nó không dán bên trong, nó không dán trực tiếp lên cái Zippo mà nó dán ở ngoài. Thì nó sợ làm chày, chắc Hương nghĩ là do nó sợ làm chày cái lớp phản quang á, cho nên dán ngoài. Rồi, ok, mình sẽ gỡ các bạn coi, tại vì cái này mình cũng đã gỡ rồi. Đây. Đó, các bạn thấy không? Hai mặt của nó. Ở đây là cái phần đít của nó. Đó. Rất là đẹp đó các bạn.
Thì vừa rồi Thương vừa mới giới thiệu xong cho các bạn cặp nhang của Supreme cùng với cái Zippo phản quang này. Thì đây là một trong những cái món phụ kiện rất là hot vừa mới được cho ra mắt bởi Supreme. Thì hy vọng thôi các bạn, hy vọng những cái tuần tiếp theo sẽ có những cái sản phẩm đình đám khác, có những sản phẩm cháy hơn. Và cái hy vọng lớn hơn là Thương sẽ còn máu để mà tiếp tục mua về và unbox cho các bạn coi. Các bạn ủng hộ mình nhé. Bye.